Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh động viên doanh nghiệp hoàn thành nộp ngân sách nhà nước năm 2020. Xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cử đưa nghị quyết vào cuộc sống. Cơ sở nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo ở huyện Kim Động cho thu lãi hàng tỷ đồng mỗi năm. Tăng cường công tác phòng ngừa ứng phó với sự cố hóa chất tại các doanh nghiệp. Công an huyện Quai Châu bắt giam đối tượng phóng hỏa đốt nhà tại xã Đông Tạng. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 24 và 25 tháng 12, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc động viên các doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước năm 2020. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã làm việc với công ty cổ phần tập đoàn Ecobank trên địa bàn huyện Văn Giang. Lãnh đạo tập đoàn Ecobank đã báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh doanh, kết quả nộp ngân sách nhà nước 11 tháng qua và ước số nộp ngân sách nhà nước trong năm 2020. Năm 2020, công ty cổ phần tập đoàn Ecobank sẽ nộp ngân sách nhà nước vượt kế hoạch 100 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ ghi nhận những kết quả của Ecobank trong hoạt động kinh doanh nộp thuế thời gian qua, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và đề nghị công ty nâng cao trách nhiệm nộp thuế, đảm bảo nộp kịp thời đầy đủ các khoản thu sắc thuế theo quy định của luật quản lý thuế, cũng như thực hiện nghiêm các cam kết quy định với địa phương. Làm việc với công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ bi rượu nước giải khát Hà Nội ở khu công nghiệp Phố Nối A. Năm 2020, công ty sẽ nộp ngân sách vượt kế hoạch 50 tỷ đồng. Các đơn vị đã đề nghị tỉnh quan tâm tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn khẳng định các cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành chức năng trong tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước. Năm nay, tỉnh tiếp tục được giao tự cân đối thu chi, có điều tiết một phần về ngân sách trung ương. Do đó, tỉnh đề nghị doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm nộp thuế, đảm bảo nộp kịp thời đầy đủ các khoản thu sắc thuế theo quy định của luật quản lý thuế. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị các doanh nghiệp phát huy thế mạnh về thương hiệu, tiếp tục nâng cao chất lượng và sản lượng hàng hóa, mở rộng sản xuất, thị phần tiêu thụ, đa dạng hóa sản phẩm phục vụ thị trường của người tiêu dùng, ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh việc phát triển sản xuất kinh doanh, cần quan tâm công tác bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất tinh thần tay nghề của người lao động, đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ. Sáng nay, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh tổ chức kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26 tháng 12 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Từ năm 2016 đến nay, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên tại Hưng Yên luôn dưới 1%, tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh tai hiện đại tăng so với năm 2019, đạt 68,5%. Hội nghị đánh giá tỷ lệ giới tính khi sinh, tỷ lệ sinh con thứ ba ở Hưng Yên có xu hướng tăng cao. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, các ngành địa phương cần tập trung làm tốt công tác dân số, xây dựng kế hoạch với mục tiêu, phương hướng giải pháp cụ thể phù hợp với thực tiễn địa phương, tiếp tục kiện toàn ban chỉ đạo công tác dân số kế hoạch hóa gia đình các cấp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân số, cụ thể hóa các chương trình kế hoạch của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo tỷ lệ sinh, tỷ lệ giới tính hợp lý. Thưa quý vị và các bạn, sau Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 27 nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Phan Xào Nam đã khẩn trương bắt tay vào thực hiện nghị quyết đại hội. Đến nay, sau hơn 6 tháng triển khai, nghị quyết Đảng bộ xã Phan Xào Nam lần thứ 27 đã thực sự đi vào cuộc sống.
Thời điểm này, hầu hết những cánh đồng cây lúa kém hiệu quả ở xã Phan Xào Nam đã được thay thế bằng cây vải trứng Hưng Yên. Đây là kết quả của việc nối tiếp thực hiện nghị quyết chuyên đề năm 2017 với nghị quyết Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 về phát triển cây vải trứng Hưng Yên trên địa bàn xã. Cây vải trứng bắt đầu từ hai thôn Ba Đông và Phương Bồ, giờ đã được mở rộng ra toàn xã với tổng diện tích trên 120 hectare. Nhờ đi đôi với việc đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật từ chọn giống, trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, nên cây vải sinh trưởng và phát triển nhanh, sản lượng và giá thành của quả vải trứng trong những năm gần đây đã mở ra hướng đi mới, cơ hội vươn lên làm giàu cho người dân xã Phan Xào Nam. Chủ trương rất hợp lòng dân, cho nên là dân rất là phấn khởi, làm cái cây này rất là tốt, nó phát triển phù hợp với cái đất này ấy. Nhà tôi mới trồng có năm nay là năm thứ hai nhưng mà rất là đẹp. Trong khi cái thời gian mà chuyển đổi thì chúng tôi vẫn trồng xem canh các loại cây rau ngắn ngày, thu nhập bình quân là hơn cấy nhiều. Nghị quyết Đảng bộ xã Phan Xào Nam lần thứ 27 đặt ra mục tiêu hoàn thành các tiêu chí xây dựng thôn Ba Đông đạt khu dân cư kiểu mẫu. Đến nay, thôn đang tập trung mọi nguồn lực hoàn thiện xây dựng các hạng mục về nhà văn hóa và đường giao thông, phấn đấu để được công nhận khu dân cư kiểu mẫu trong năm 2021. Cái tâm tư của cán bộ đảng viên nhân dân Ba Đông thì rất phấn khởi với cái chủ trương này, tập trung sản xuất nông nghiệp và đóng góp nhiều công sức. Thôn mà bố trí cái gì là các đoàn thể nhân dân đều tham gia ủng hộ. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Phan Xào Nam lần thứ 27 nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 13 chỉ tiêu chủ yếu, 7 nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu đưa xã Phan Xào Nam phát triển bền vững, trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, các giải pháp đề ra đều gắn với điều kiện thực tiễn của địa phương và phải thực sự mang lại lợi ích cho người dân. Chúng tôi đặt cái mục tiêu là nâng cao đời sống của nhân dân lên là điểm đầu tiên của cái nghị quyết đại hội Đảng bộ, tức là xây dựng cho mỗi thôn một tuyến đường từ một cây đến một cây rưỡi, vừa đường trong làng vừa đường ra nơi sản xuất. Cái thứ hai là xây dựng cho các thôn nhà văn hóa khang trang để tạo điều kiện để nơi sinh hoạt cộng đồng. Cái thứ ba là tạo cơ sở vật chất để cho hợp tác xã quyết tiến hoạt động thuận lợi trong cái việc trung chuyển marketing về cây vải trứng của Hưng Yên. Việc tạo được sự thống nhất về nhận thức của cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận của người dân sẽ là cơ sở vững chắc để Đảng bộ xã Phan Xào Nam sớm hoàn thành các mục tiêu của nghị quyết đã đề ra. Sau đây là phản ánh về mô hình trồng nấm đông trùng hạ thảo cho hiệu quả kinh tế cao của gia đình anh Nguyễn Văn Tú ở xã Phú Thịnh, huyện Kim Động. Bén duyên với nghề trồng nấm từ nhiều năm nay, anh Tú đã khẳng định được thương hiệu nấm sạch trên thị trường với các giống nấm từ bình dân đến cao cấp như nấm sò, nấm mỡ, nấm linh chi. Không dừng chân với những thành công đó, năm 2019, anh nuôi cấy giống nấm đông trùng hạ thảo sau một thời gian dài tìm hiểu và ấp ủ. Từ phòng thí nghiệm nhỏ ban đầu, đến nay anh Tú đã mở rộng ra 200 m2 phòng lạnh, chủ động từ khâu phân lập giống nấm đến nuôi cấy và tạo ra sản phẩm. Muốn đạt một cái sản phẩm tốt thì mình phải quản lý từ cái khâu nguyên liệu đầu vào cũng như là cái chủng nấm mà mình cấy, tức là cái dinh dưỡng cũng như các cái hàm lượng chất protein rồi là B1, B12 và một số các cái khoáng chất để mình bổ sung vào trong cái cơ chất để cho cái cây nấm nó phát triển thì nó sẽ tạo ra được một cái sản phẩm tốt. Cùng với cung cấp sản phẩm tươi, nguyên chất ra thị trường, anh Tú còn đầu tư nhiều máy móc trang thiết bị công nghệ để sấy, chế biến thành sản phẩm khô, trà túi lọc, rượu đông trùng hạ thảo. Phát huy lợi thế từ khách hàng cũ, cùng với đa dạng các kênh bán hàng thông qua mạng xã hội, chợ online, đến nay anh Tú đã duy trì trên 1.000 khách hàng, đơn vị ký kết tiêu thụ sản phẩm này. Sản phẩm đông trùng hạ thảo với thương hiệu Việt Tú đã được dán tem truy xuất nguồn gốc, đảm bảo an toàn đến tay người tiêu dùng. Khi mà mình đã động đến cái sức khỏe của mình ý, thì mình cần một cái địa chỉ rất là uy tín. Qua các cái trang báo ấy, với cả trang tin thì mình biết được là sản phẩm Việt Tú. Sau đó thì mình về đây mình có tìm hiểu được là ở cái cơ sở mình làm việc ý, thì nó rất ngặt ở đâu. Từ những quy trình làm việc, sau đó thì là đóng gói sản phẩm bắt đầu gửi đi cho mình. Sau một thời gian thì mình sử dụng mình cảm giác nó rất là ok. Thậm chí được là mình là một người quảng cáo đó rồi. Sắp tới thì mình có thể là mình sẽ nhập một chút sản phẩm này về để mình bán. Hiện nay, giá bán đông trùng hạ thảo dao động từ 35 đến 40 triệu đồng 1 kg loại 1, từ 15 triệu đến 17 triệu đồng 1 kg loại 2. Trong năm đầu tiên thực hiện, mỗi tháng cơ sở của gia đình anh xuất ra thị trường gần 30 kg nấm khô,
nhờ đó mang lại doanh thu trên 5 tỷ đồng mỗi năm. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, tối 24 tháng 12, cùng với đồng bào công giáo cả nước, người dân Hưng Yên đã chào đón Giáng sinh 2020 an lành, hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay thì lễ Giáng sinh không chỉ dành riêng cho đồng bào công giáo mà còn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Năm nay thì do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều hoạt động vui chơi chào đón lễ Giáng sinh đã được tổ chức đơn giản, ngắn gọn, nhưng không phải vì vậy mà ảnh hưởng tới không khí vui tươi nhộn nhịp tại các nhà thờ. Ai ai cũng đang háo hức chờ mong thời khắc thiêng liêng nhất của đêm Giáng sinh với niềm mong ước về những điều tốt đẹp nhất. Đêm 24 tháng 12, thời tiết vẫn rất lạnh, nhưng cũng không vì thế mà ngăn được bước chân của dòng người tỏa về các nhà thờ chào đón thời khắc Chúa Giáng sinh. Ngay từ 7 giờ tối, nhà thờ Bầu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên đã đông đúc nhộn nhịp. Người dân địa phương và các xã lân cận tập trung về đây dạo chơi đêm Noel, chụp hình lưu niệm đón Giáng sinh năm mới. Tương tự, tại nhà thờ thành phố Hưng Yên trên đường Gói Sậy, phường Quang Trung cũng đông đúc nhộn nhịp hơn ngày thường. Không phân biệt có theo đạo Thiên Chúa hay không, người dân náo nức cùng nhau tham gia đón Noel và coi đây là dịp để mọi người gặp gỡ, giao lưu tôn giáo và cùng ước nguyện về một năm mới tốt lành, nồng ấm, yên vui. Năm nào tôi cũng đưa con đi chơi vào những cái mùa Giáng sinh. Con cũng vui và háo hức cái mùa Giáng sinh này và cũng thích những ông già Noel tặng quà. Em chỉ mong ước là hết cái năm nay dịch Covid thì nó cũng sẽ đỡ đi để mọi người quay trở lại với cuộc sống bình thường hàng ngày của mình, kinh tế phục hồi lại. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ Giáng sinh năm nay được tổ chức đơn giản nhưng cũng không thể thiếu các chương trình hoan ca. Giáng sinh với các tiết mục ca mối nhạc, hát thánh ca, hoạt cảnh bí tích đầy lôi cuốn. Thánh lễ thiêng liêng, trang trọng, đây là nét đặc trưng không thể thiếu của nhà thờ trong những ngày này. Vì đại dịch Covid-19 nó cũng đang diễn biến rất là phức tạp. Năm nay giáo xứ thống nhất với nhau rằng là sẽ tổ chức trong hạn hẹp trong giáo xứ với nhau, tổ chức một cách đơn giản nhất để làm sao giữ gìn cái sức khỏe chung của cộng đồng. Giáng sinh năm 2020 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, nhưng đối với bà con giáo dân, Giáng sinh vẫn vô cùng thiêng liêng, là dịp để thể hiện tình yêu với Thiên Chúa, đồng thời cũng là dịp để sum họp đoàn tụ gắn kết tình cảm. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 2965 ngày 23 tháng 12 năm 2020 phê duyệt đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025. Theo đó, đến năm 2025, toàn tỉnh xây dựng mới ít nhất 25 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau với khoảng 1.250 đến 1.750 thành viên. Mỗi câu lạc bộ có từ 50 đến 70 thành viên, ưu tiên người có hoàn cảnh khó khăn, có ít nhất 70% câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thực hiện đủ các hoạt động và được quản lý tốt để có ít nhất 50% thành viên được vay vốn để sản xuất kinh doanh tăng thu nhập. Mọi thành viên được nâng cao sức khỏe về thể chất tinh thần, nâng cao nhận thức, kiến thức và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng. 100% câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau có quỹ để tăng thu nhập và quỹ hoạt động do câu lạc bộ tự quản lý theo quy chế do câu lạc bộ ban hành. Nhằm nâng cao hiệu suất kết nối cung cầu hỗ trợ, tư vấn cho người lao động và doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện năm nay bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã triển khai và thực hiện đa dạng hóa các hình thức. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tổ chức 27 phiên giao dịch việc làm, thu hút 250 lượt doanh nghiệp và gần 3.500 lượt người lao động tham gia, vượt gần 5% kế hoạch. Trong đó, số lao động được tuyển dụng trực tiếp tại các phiên giao dịch việc làm là hơn 750 lao động. Số lao động được tuyển sinh học nghề trực tiếp là trên 100 lao động. Ngoài tổ chức các phiên giao dịch trực tiếp trong năm, Trung tâm đã tổ chức được 3 phiên giao dịch online kết nối với các tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc. Hiện từ tháng 8 đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh cũng đã tăng tần suất từ 2 phiên giao dịch việc làm lên 4 phiên một tháng nhằm kết nối, khai thác thông tin thị trường lao động và tư vấn học nghề, việc làm cho người lao động tỉnh được kịp thời. Nhằm chủ động phòng ngừa và phối hợp kịp thời ứng cứu sự cố hóa chất có nguy cơ xảy ra trong quá trình sản xuất,
công ty trách nhiệm hữu hạn Toto Việt Nam chi nhánh Hưng Yên đã làm tốt công tác diễn tập ứng phó khẩn cấp với sự cố hóa chất. Công ty trách nhiệm hữu hạn Toto Việt Nam chi nhánh Hưng Yên là đơn vị sản xuất công nghiệp thường xuyên sử dụng các hóa chất trong sản xuất. Trong 3 năm hoạt động tại Hưng Yên, năm nào công ty cũng tổ chức diễn tập kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất theo kế hoạch được phê duyệt bởi Cục Hóa chất. Đây là một buổi tập huấn với tình huống giả định là sự cố chập điện máy photocopy gây cháy tại văn phòng tầng 1 của tòa nhà. Giữa lúc bộ phận giao nhận hàng đang xuất một số thùng phi hóa chất aceton và vật tư cho nhà thầu đang được tập kết ở ngoài. Theo kịch bản, các phương án xử lý tình huống xảy ra sự cố được các bộ phận và người lao động trong công ty thực hành nhuần nhuyễn. Công ty thì rất là quan tâm và quán triệt đào tạo đến 100% cán bộ nhân viên. Ngoài ra thì hàng ngày cũng như là hàng tháng thì công ty có phòng an toàn cũng có tổ chức đi kiểm tra ở các cái khu vực nhà xưởng để đảm bảo rằng là tất cả khu vực đều đang thực hiện đúng những cái quy định và sẽ cho khắc phục ngay nếu như phát hiện ra những cái vấn đề mà chưa tốt. Ngoài ra thì phòng an toàn môi trường công ty cũng được bố trí những cái cán bộ công nhân viên chuyên trách để đảm bảo rằng là tất cả hệ thống trong nhà máy đều được vận hành theo đúng quy định của pháp luật. Các số liệu thống kê về sự cố hóa chất trong thời gian qua cho thấy sự cố hóa chất hiện nay đang xảy ra với tần suất nhiều và quy mô phạm vi tác động rất lớn. Việc chủ động xây dựng kế hoạch và biện pháp phòng ngừa với sự cố hóa chất ít tốn kém hơn so với việc giải quyết sự cố, giúp bảo vệ tài sản của doanh nghiệp, bảo vệ con người và môi trường sống của cộng đồng. Cục Quản lý Thị trường tỉnh vừa tiến hành tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính do lực lượng quản lý thị trường phát hiện, xử lý, thu giữ sau các đợt kiểm tra kiểm soát thị trường trên địa bàn tỉnh năm 2020. Hàng hóa tiêu hủy đợt này bao gồm 33 loại với hàng nghìn sản phẩm, tổng trị giá trên 85 triệu đồng, gồm đồ chơi nhựa trẻ em, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sữa trẻ em, thuốc lá điếu, phôi khẩu trang y tế, các loại đều là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ số sản phẩm vi phạm đã được tiêu hủy tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Môi trường Việt Nam ở xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, đúng hình thức quy trình quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn và sản phẩm sau khi tiêu hủy không còn giá trị sử dụng. Việc thực hiện tiêu hủy hàng không rõ nguồn gốc, hàng nhái, hàng giả mạo, nhãn hiệu, kém chất lượng, không những xử lý nghiêm các hành vi vi phạm mà còn góp phần tuyên truyền giáo dục người sản xuất kinh doanh chấp hành tuân thủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh. Nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông tại các tuyến quốc lộ, lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với các địa phương giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ và kiểm tra bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Lực lượng thanh tra giao thông đã ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, chở cóc chở tạm, tụ tập buôn bán trong phạm vi lòng đường lề đường, phần đất của đường bộ và phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông gây cản trở và có nguy cơ gây mất an toàn giao thông tại chợ Cống Tráng, xã Tân Việt, chợ Nghĩa Xuyên, xã Trung Hòa, thị trấn Cương, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ. Đội thanh tra giao thông vận tải cũng đã phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương các xã duy trì xử lý vi phạm, chống tái lấn chiếm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các tổ chức cá nhân vi phạm ký cam kết tự nguyện thu dọn, tháo dỡ, không tái phạm sau khi giải tỏa. Ngoài việc xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông, lực lượng thanh tra đã kiểm tra các phương tiện giao thông đường thủy, xử phạt bến khách ngang sông xã Mỹ Sở, huyện Văn Giang 3,5 triệu đồng vi phạm chở xe ô tô quá tải 3,5 tấn. Công an huyện Khoái Châu vừa bắt giữ thêm một đối tượng phóng hỏa đốt nhà để điều tra làm rõ. Theo đó, Công an huyện Khoái Châu đang tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phóng hỏa đốt nhà đối với Lưu Chí Tuấn, sinh năm 1989, ở thôn Đông Tảo Đông, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu. Đối tượng nghi là có hành vi phóng hỏa đốt nhà. Trước đó, vào 0 giờ 30 phút ngày 17 tháng 12 năm 2020, người dân phát hiện cửa hàng nhà anh Nguyễn Như Hậu, sinh năm 1995, ở thôn Đông Tảo Đông, xã Đông Tảo, đang bốc cháy. Với sự hỗ trợ của người dân xung quanh nên đám cháy đã được dập tắt ngay sau đó. Vợ chồng anh Hậu cũng đã kịp thoát ra ngoài, một số tài sản bị cháy rụi hoàn toàn. Ngay sau khi nhận tin, Công an huyện Khoái Châu đã có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera xác minh vụ việc. Qua đó đã xác định đối tượng nghi vấn là Lưu Chí Tuấn. Bước đầu đấu tranh, đối tượng đã khai nhận do có mâu thuẫn trong việc buôn bán và cùng làm nghề sửa chữa đồ điện gia dụng nên y đã mua 10 lít xăng đến phóng hỏa đốt nhà anh Hậu.